Vâng, AC Lyon trận thi đấu đầu tiên. Game thủ. Zoconta, Romus, Zoconta, Rogan, Zoconta, Homus, Zoconta, Alamaz, Zoconta, Yuri, Zoconta, Alamaz, Zoconta, Alamaz, Homus, Homus. Vâng, đây thì là quả 7. Nhã quả 7 chăng? Vâng, là có phượng quả 7 tới từ Nghệ An rồi. 4-2 là tỷ số trong trận gần đây. Bây giờ là cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng để cho game thủ Phan Nhã níu được chiếc tay và chiếc cúp vô địch, là cần phải thắng kèo AC Lyon trước khi mơ tưởng tới kèo xe. Và một đại diện tới từ chủ nhà đó chính là Phạm Hữu Nhã, và một đại diện tới từ tình bạn đó chính là quê hương Bắc Ninh của Nguyễn Văn Sang. Hai game thủ thì đều đang sinh hoạt trong group AOE 360. Thêm rất nhiều vòi nhưng mà là ở phía xa. Map có xe giò, đi giò là cực kỳ rộng dành cho game thủ màu 6, game thủ đội của tỉnh chủ nhà Phạm Hữu Nhã. Qua 7 và nhiều vòi nhưng mà nó lại ở xa. Bài này là bài dành cho một game thủ nhiều tay chứ không phải là một game thủ trình gà. Game thủ trình gà sẽ rất khó để có thể ép đầy chuẩn trong bài này. AC Lyon câu vòi lại không dễ nữa. Trong trận đấu giam đầm thì Nhã đánh lỗi cả hai trận, trận thứ ba và trận thứ tư. Xin các bạn là trận thứ 5 và trận thứ 6. Trận Pan Minoan hoàn toàn có cửa thắng với một bài đẹp của Minoan. Hết chịu. Em map nó cứ đứng im này. Vâng, trận Minoan Pan đánh lỗi rồi, trận Katha Greg tiếp tục lỗi. Và cái giá phải trả là rất đắt, thua luôn một kèo giam đầm 4-2. Chứ nếu hai trận đó mà thắng thì bây giờ lại là 4-2 ngược dành cho game thủ Phạm Hữu Nhã, chứ không phải là Sai Club thắng. Vâng, cuộc chơi nó là như vậy, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Thêm voi, rất nhiều voi, pha câu hai voi. Để câu được hai voi với dân AC là một cái gì đó nó xa xỉ lắm đấy. Bị quay đầu, S tiếp theo không? Như vậy là chiếc S tiếp theo và ăn voi ở khu vực này. Bài là bài cần cho người nhiều tay mới có thể đánh được. Tiếp tục ăn thêm con voi nữa. BM.
và đây là BA. Thêm dân đóng A không? Cộng thêm một dân là 27 dân. Như vậy là 10 rưỡi với 27 dân. Hòm hòm. Dường như nhà đối phương ở góc 9 giờ. Chứ không phải là một bài mà nhà của đối phương nằm ở hướng 12 giờ theo đúng hướng đóng A. Nhưng không sao, bài BBBM và những chiếc nhà BE cũng sẽ giúp cho đây là một bài kín dành cho Isidian. Thêm một chiếc BS nữa. Hai ruộng. Cắt dần để ăn gỗ nhiều hơn. Vâng, đánh cung R thì người ta cần những thao tác tỉ mỉ, chính xác đến từng tí một. Không thể phóng khoáng trong cái kèo cung R này được. Vâng, lên đời là sớm hơn dành cho game thủ của tỉnh chủ nhà Phạm Hữu Nhã. Để thua hơi phí trong kèo giam đêm, chứ không thì mọi thứ bây giờ đã ngon lành lắm rồi. Bốn A thôi. Tần đầu. Bài đánh 5 A vẫn còn đủ đồ, nhưng chỉ là 4 A để đánh thủ. Về cơ bản thì phải chăng sẽ đánh theo kiểu là lên chặt cô ai sớm hơn, xác định là đùa luôn từ đầu. Đẩy đi. Vâng, lợi thế là quá nhiều cho tới cục đầu tiên tới từ game thủ Phạm Hữu Nhã. Quan trọng là sóc đều vào. Đối phương cũng đang có một tên cung giờ đầu. Pha điều giờ nhanh tay là rất ổn. Pha điều giờ ổn tới từ cả hai game thủ trong tên này. Nhưng chỉ có một người chết giờ thôi. Và tên tiếp theo thì lại đi hình như đang là hơi lỗi. Chậm lại nào. Chậm một tí thôi cũng được, nhưng mà nó phải chuẩn. Ruộng này là rất đề huề dành cho game thủ sang cùng club. Tuần đầu đi lợi thế bao nhiêu thì từ sau tuần đầu đó mất hết, không có một cái gì gọi là lợi thế nữa cả dành cho game thủ của tỉnh chủ nhà. Không có một tuần vẩy e sát mép. Vâng, đúng là không quá tỉ mỉ. Không quá tỉ mỉ. Không quá tỉ mỉ thì là khoai. Tôi đang nhìn thấy dân ra đều và ruộng ra đều tới từ game thủ sang club đại diện của Bắc Ninh. Còn đối với game thủ của tỉnh chủ nhà thì anh đang hơi ít những thao tác tỉ mỉ. Tham lai chỉ là 10 ở thời điểm này, vẫn đang chỉ là chặt gỗ 1 và đã tăng được chiếc nhà BA thứ 5 rồi. Bài khỏe như vậy mà lại đánh kiểu như thế này, lợi thế tên đầu ăn được mấy dân của đối phương thì lại mất ngay hai tên cùng khi đi lỗi và điều yếu hơn. Nhà BA đều trong tên này đang bị đưa về một thế thủ, từ thế công lên đời sớm hơn, biến thành một thế thủ. Liệu tên này có một tên vẩy e để bắt quân không? Tơn giải e chỉ mang tính chất minh họa.
tay cũng là khá nhanh. Đấu quân, Tơn đi lỗi tới từ sang. Tiếp tục là pha về hè tốt, phải chăng sẽ là phá BB và phá rất nhiều thứ. Phá rất nhiều thứ trong tuần này để mà té. Liệu có thành công hay không? Liên tiếp là những pha giải hè đại pháp tới từ game thủ của tình chủ nhà. Lợi thế tuần này là rất nhiều đứng bắn hè luôn chứ còn sao nữa. Nhưng ở nhà thì có cái gì thế này? Vâng, như vậy là dường như một cung đờ được cắm ship, khiến những con nông dân không làm ăn được. Thôi té té té, lợi thế rồi thì phải té thôi. Không, anh quyết định chơi luôn. Máu thế nhờ. Hôm nay chắc cũng thanh niên xăm trổ. Anh vừa lấy được tí lợi thế và anh chơi luôn, đứng dốc và chơi luôn. Tôi không biết được rằng là sau cái tên đấu quân đó thì ai là người lợi thế hơn. Tôi chỉ biết là công nhận là cung máu. Vâng, đúng là Hải Dương cạnh Hải Phòng. Năm nhà VA chặt gỗ 2 xong rồi. Bây giờ thì liệu có liều ăn nhiều không? Vâng, tham lai 73/84 dành cho game thủ Phạm Hữu Nhã. Vâng, bây giờ thì vâng, có máu lên não dồn lên nhiều không nào? Chúng ta hãy cùng chờ rồi xem tên này. Vâng, bố mày không sợ ai, lao lên thôi. Rồi, tỷ số là 1-0 trong kèo AC dành cho game thủ Phạm Hữu Nhã sau một pha liều ăn nhiều.